mục tiêu chung đều là muốn chuyển xe điện xanh hóa cái nền giao thông, thì đối với chúng tôi thì hợp tác sẽ là phương án tốt. Ok, cảm ơn anh. Cho em xin hỏi một hai câu hỏi nữa thôi nha anh Thanh. Hình như hôm bữa em mới ra Hà Nội đúng không? Dạ đúng. Dạ, em muốn hỏi rằng bên mình có tuyển taxi nữ không anh? Ôi, rất thích tuyển taxi nữ luôn. Và ngày hôm qua khi mà mình khai trương Hồ Chí Minh ấy, thì có 3 taxi nữ. Có 3 bóng hồng. Điều kiện về ngoại hình có cần phải khắt khe như nam giới không anh? Nữ là được rồi. Thực sự ra thì chúng tôi sẽ quan tâm nhiều đến cái chất lượng dịch vụ và cái kỹ năng tay lái nhiều hơn. Giả sử như tại sao taxi xanh lại đào tạo tài xế lâu như vậy? Y như cái cách mà hồi xưa chúng tôi đào tạo tài xế của Vinbus, chúng tôi đào tạo rất là lâu. Cái chuyện mà trong cái quá trình đào tạo đó là mình sẽ biết được tài xế đó họ có hợp với lại cái ngành dịch vụ hay không. Và mình sẽ phải đào tạo họ những cái kỹ năng mà cần thiết của một người làm dịch vụ. Hồi xưa đến nay thì thường chúng ta nhận xe, chúng ta chạy ở đây không. Chúng tôi sẽ phải đào tạo tài xế ngay cái chuyện đó là tài xế sẽ phải cười như thế nào, tài xế phải cảm ơn như thế nào, tài xế phải xin lỗi như thế nào, tài xế sẽ phải tinh ý như thế nào khi mà gặp khách hàng. Thì chắc là chị đã trải nghiệm rồi thì chị cũng sẽ cảm nhận được một phần nào đấy đúng không? Và để làm được như vậy thì chúng tôi phải tuyển đầu vào rất là khắt khe là thứ nhất, và thứ hai chúng tôi phải đào tạo liên tục, không phải đào tạo xong rồi thôi. Hàng tháng là mình sẽ phải tái đào tạo thông qua cái ứng dụng của mình. Chứ mình không phải là mình đào tạo một lần rồi thôi. Và ngoài ra thì mình có một cái cơ chế là khách hàng họ phản ánh lại tài xế như thế nào thì nó sẽ phản ánh tới cái tiền thưởng của tài xế và của cái tháng đấy. Chuyện đó sẽ làm cho tài xế họ sẽ phải biết cách hơn. Và thêm một cái nữa là tài xế lại là nhân viên của công ty, tài xế không phải đối tác của công ty, tài xế là nhân viên thì tài xế sẽ phải chịu những cái quy định của công ty.